Hello and welcome back to my channel. So in this video, I will have a plan. So, đầu tiên thì mình phang mảng ra như thế này. Thì để cho mình hình dung thì cái này là mình vẽ một hành tinh thôi. Chọn là màu sắc của cái hành tinh này thì mình ở đây mình sẽ lựa chọn đó chính là màu maroon với kết hợp với cả Raven Blue. Thì đây Raven Blue với cả lọ maroon rồi. Đây, lọ maroon này thường hay dùng sơn xe Honda, các bạn dùng màu Honda cũng được. Mình có lọ nữa là Coca Brown thì có thể lầm tưởng màu này là màu nâu, tại vì hai màu này thì cũng xem các bạn nhìn nắp chai nó cũng khá là giống nhau, nhưng chỉ khác nhỉ, cái Coca này đậm hơn thôi. Thì mình kết hợp này nó sẽ kết hợp hai loại này nó sẽ ra màu tím. Thì mình sẽ xử lý thêm một số chi tiết là màu trắng nữa thì nhìn cho đẹp hơn chút. Thì mình sẽ để hướng sáng ở bên này. Mình để hướng sáng bên này thì nó sẽ chiếu ở bên này. Thì mình sẽ để chỗ này phần tối. Thì đầu tiên thì mình sẽ phủ một ít vàng. Phủ một ít vàng. Sau đó thì mình cần một lớp trắng. Trắng đâu rồi? Mình sẽ để một ít trên lớp trắng. Rồi. Lớp trắng này thì hơi ít thì mình lọ mình xong hết. Rồi được rồi. Thì lớp trắng các bạn nhìn thấy bọn lớp trắng là được. Sau đó thì mình sẽ dùng đến màu này, màu cam, màu orange. Phủ một ít ở phần sáng nhất. Đó, xong chúng ta sẽ phải lại màu vàng, đẩy một ít màu vàng. Rồi sẽ xong giờ mình sẽ dùng màu hồng để quét ở phần giữa này. Tại là chuyển xuống. Rồi, giờ mình sẽ dùng Raven Blue. Mình phủ nhẹ lại ở phần cuối này. Phủ nhẹ thôi. Rồi, ok. Giờ đến cái lọ maroon. Loài màu rất sợ. Thế là phần tối thì nó sẽ ra khá là đẹp. Đó, giờ mình sẽ dùng lại Raven Blue. Mình phủ đoạn tối. Rồi, giờ mình sẽ dùng màu đen để đè lên. Thì cái hành tinh mình ở đây thì nó có khi mình đã thấy học mình biết kết quả thế này. Hiện tại nó đang rất là mù mờ lại thôi. Thì mình sẽ tờ giấy thường mình co lại nó nhàu. Các bạn làm này nhá, nhớ làm này để cho nó nhàu nhiều hơn. Nhưng mà nhàu quá thì nên không ổn lắm. Ra thì cần gặp lại bình thường rồi. Rồi, sau khi mà quả cầu nó chúng ta sẽ để nó cái lớp sơn dưới nó hòa tan thì nó đặt từ cái phần sáng nhất lên. Vuốt hơi viền cong cong thì sẽ rồi đặc cấp đẹp luôn. Thì màu ra sẽ rất là nghè, nó tươi, chúng ta gọi là sự tương phản cao. Rồi thì sau khi mà được thay mặt như thế thì các bạn thay một tờ giấy mới để đảm bảo được màu này nước màu nó tốt hơn. Mình cần độ này sáng hơn nữa, thế mình sẽ đặt lại thêm một lần nữa. Rồi. Rồi ok, rất đẹp luôn. Rồi sau khi mà chúng ta đã được này thì bây giờ mình, tại vì là cái nắp của mình nó không to như này, nắp của mình nó hỏng trong cái này, thế nên mình phải ở lại quân một tí. Thì phần này mình cần làm sáng nữa, thế nên là mình sẽ phủ cái lớp trắng. Đó, phủ ít trắng này để nó hòa tan vào thì nhìn nó ảo ảo một tí. Sau đó thì mình sẽ dùng màu vàng thôi, mình phẩy nhẹ lắm. Màu cam cũng được, màu cam. Rồi cái phần này thì mình cần tối đi.
thì thường thì mọi người sẽ dùng lửa ấy. Nhưng mà mình sẽ quạt cho nó khô một chút. Xong mình đậy lại chứ cũng không cần đến lửa, tại vì nếu mà lửa nó bị cháy sơn thì xử lý không tốt thì nó cháy sơn ấy, thì mình cũng không muốn dùng. Mình nghĩ là mình cần màu tươi nên mình sẽ khởi lại một chút màu vàng để cho ok hơn. Rồi, chói luôn, tươi luôn. Sau đó lấy lại chút màu cam để nó lấy màu. Rồi sau khi mà dùng xong thì mình sẽ đặt cái này vào. Thì mình đang muốn nó ở một phần ba bức tranh. Rồi sau khi đặt xong thì mình sẽ tiến hành phủ đen.